Tôi hỏi ông này, cái này này, tôi đặt là 5 móng. Dừng này, hãy dừng này, nói quen. Đó là nhập hàng vào kho xong lo chào bán. Còn bây giờ là làm thế nào để bán được hàng ngay cả khi chưa phải nhập? Làm thế nào bán được hàng ngay cả khi không cần phải bỏ vốn ra, không cần phải đấu hàng? Thì video này dành cho anh chị. Chào bạn, tôi là Tam Gốm Sứ với 24 năm kinh nghiệm trong ngành gốm sứ, đồ thờ, đồ phong thủy. Thì tôi đã có giúp cho hàng 350 đại lý cũng như hàng ngàn gia đình có được bộ thờ chuẩn phong thủy để thể hiện lòng thành kính với bà tổ tiên. Thông thường anh chị muốn có được sản phẩm, muốn cung cấp được ra thị trường, anh chị nhập hàng về và nhất là dịp cuối năm này, anh chị đã mắc phải một số lỗi. Đó là gì ạ? Cũng giống như tôi, trước kia mỗi khi những tháng cuối năm này tới, chúng tôi nhập rất nhiều hàng về. Và điều đó rất đúng với công việc kinh doanh cách đây 5 năm đổ về trước, đặc biệt là trước khi dịch. Thì chúng ta cứ nhập về để Tết có hàng bán, để khỏi cháy hàng, đúng không ạ? Tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, nhất là sau khi dịch kết thúc, thì cái sự bùng nổ về Internet, sự bùng nổ về mẫu mã sản phẩm, nó đã diễn ra quá nhiều, khiến cho người bán không thể nào nhập hết về để bày vào cửa hàng, bày vào tiệm của anh chị. Vậy thì dẫn đến là khi khách hàng hỏi sản phẩm thì anh chị không có, đúng không ạ? Và đặc biệt khi anh chị bày hàng nghìn sản phẩm với diện tích cửa hàng hàng nghìn mét vuông nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường, bởi vì thị trường họ đã thay đổi quá nhiều, người dùng họ không còn đến trực tiếp để tìm nữa mà họ sẽ lướt trên điện thoại, hay họ gảy trên điện thoại. Hàng ngày khách hàng có thể dùng điện thoại nhiều hơn cả việc họ làm bất cứ việc gì khác. Vì vậy họ đã xuất hiện tất trên Internet, trên điện thoại rồi. Vậy thì làm thế nào anh chị có thể bán được những sản phẩm mà họ tìm thấy trên điện thoại? Khi họ đưa ra quyết định hoặc họ định mua sản phẩm gì, họ đã tìm trên điện thoại và gặp cái sản phẩm họ thích đó, họ đem đến gặp anh chị ở tiệm và nói rằng hãy lấy cho tôi cái sản phẩm này. Vậy thì anh chị làm thế nào? Không lẽ là mình bỏ cuộc, không lẽ mình nói rằng tôi không có, và chẳng nhẽ mình lại đi giới thiệu cho đối thủ của mình, đúng không ạ? Tất cả điều đó anh chị đừng lo, tất cả điều đó đã có chúng tôi đã ở đây với hơn 4 năm qua. Tôi tìm hiểu sâu về Internet, tôi đã học và làm rất nhiều, tôi đã thất bại rất nhiều, và lúc đó thì tôi cũng giống như anh chị, không biết làm thế nào để bán được hàng, bởi vì khách hàng đã thay đổi quá nhiều, và khi tôi làm thất bại rất nhiều bằng tiền và bằng thời gian. Và đến một ngày tôi tìm được cách làm thế nào để bán được hàng ngay cả khi chưa nhập, và tôi biết cách làm thế nào để affiliate ngay cả khi mình không làm về sản phẩm này, mình cũng có thể có tiền. Bằng cách nào để người mua họ thấy sản phẩm chất lượng và giới thiệu để họ cũng có tiền, thì chúng tôi đã ở đây, chúng tôi làm website, chúng tôi làm các kênh trên mạng xã hội, làm đặc biệt là kênh YouTube để giúp cho anh chị tìm hiểu về cách sử dụng như thế nào, gia tăng hiệu quả. Có Facebook, có sản phẩm, có hướng dẫn đầy đủ chi tiết. Anh chị đừng lo, anh chị chỉ việc kết nối khách hàng ở đây, kết nối khách hàng vào website, tìm kiếm những cái sản phẩm họ cần tìm, và anh chị kết nối với chúng tôi, anh chị gọi điện hoặc kết nối vào nhóm, chúng tôi có chuyên gia ở đây sẵn sàng giúp đỡ anh chị. Và để mà làm được việc này không phải lo, anh chị không cần làm gì hết, chỉ việc vào Google, gõ số điện thoại của tôi, ra website, ra map, ra YouTube, vào đó kích vào số điện thoại, gọi điện trực tiếp hoặc Messenger nhắn tin chúng tôi. Ở đây chúng tôi sẵn sàng giúp anh chị để gia tăng doanh số vào dịp cuối năm. Và tôi là Tam Gốm Sứ, chuyên gia trong lĩnh vực gốm sứ, đồ thờ, đồ phong thủy.